10 điểm thể dục cũng chưa chắc đã biết vì sao vợt bóng bàn có một màu đỏ và một màu đen. Thực ra, nó có hai màu là với mục đích để người chơi có thể phân biệt loại cao su mà đối thủ của mình đang sử dụng trong trận đấu các ông ạ. Trước năm 1983, nhiều tay vợt bóng bàn sử dụng cùng một màu cho cả hai mặt vợt bóng bàn có chất liệu khác nhau. Trong suốt trận đấu bóng bàn, họ sẽ xoay mặt vợt để bất ngờ thay đổi phong cách của cú đánh. Hai mặt vợt với hai loại cao su khác nhau sẽ dẫn đến tốc độ và những đường bóng khác nhau. Vì hai mặt vợt có cùng màu nên rất khó cho đối thủ phía bên kia phán đoán được đường bóng. Do đó, vào năm 1983, Liên đoàn bóng bàn thế giới đã quy định rằng hai mặt vợt bóng bàn phải có một màu đỏ và một màu đen, với quy tắc được đề ra là mặt giật bóng màu đen và mặt còn lại màu đỏ. Nhờ quy ước này, đối thủ sẽ có thể phán đoán các đặc điểm của đường bóng, do đó tăng tính công bằng và thế trận sẽ cân bằng hơn đấy. Nguyên nhân khiến Liên đoàn bóng bàn thế giới phải đưa ra quy định này là liên quan đến một cựu vận động viên bóng bàn Trung Quốc sử dụng vợt đảo ngược để đánh bóng, khiến đối thủ thường xuyên phải chóng mặt và cuối cùng người ta đã sửa đổi luật cho tình huống này.